Chào các bạn nhé. Cái bình thủy Tiger này mình vừa mới sửa xong với cái lỗi là không lấy được nước ra. Ba nó thì rất là đơn giản thôi. Bạn nào muốn tham khảo thì theo dõi đoạn sau nhé. Đoạn này là đoạn mình vừa mới xử lý xong và mình lắp hoàn thiện. Mình có vẽ qua cái mạch điện hiểu biết về cái mạch của nó một chút cho chúng ta muốn tham khảo nhé. Bạn nào muốn tham khảo thì đoạn sau nhé. Đoạn này mình test này. Thì thông thường kim điện thì con này đang là ăn công suất là mấy chục watt này. Mấy trăm watt chứ các bạn. Ờ, 835 watt mọi người ạ. Thì nó đang tăng nhiệt độ lên dần đấy các bạn ạ. Thì muốn lấy được nước ấy thì mình phải, nó chính là cái nút giữa này, chúng ta ấn không được đâu nhé. Muốn lấy được nước ấy thì chúng ta phải ấn cái nút unlock này để cái đèn này nó sáng, để cho con chiếc ủ khóa lại thì phần nước nó mới có, bơm nước mới có tác dụng. Đây bây giờ mình bơm được này. Đó nhá. Và khóa cái này lại là sẽ không được nhá. Thì chúng các bạn muốn hiểu thì đoạn sau mình có phân tích rất phiêu này, rất là dài nhá, không ngắn đâu nhá. Cho mọi người, bạn nào muốn hiểu về cái mạch điện của nó. Đấy, nó lên được 30 độ này các bạn này, nó lên dần này các bạn nhá. Đây là cái bình thủy made in Japan của Tiger, chạy điện 220, bình rất xịn luôn đấy các bạn nhá. Nguyên nhân không lấy được nước đây này các bạn này, chính là cái phím này nha. Cái phím lấy nước ra này, do ấn nhiều và trong môi trường nhiệt độ cao và hàn công nghệ hàn nhúng. Không biết mọi người có nhìn nổi không, để mình tóm lại là mắt phải tinh thì mới biết được. Đây là hai cái chân nhá, nha. Còn cái chân này này, nó đã bị lung lay ra rồi. Các bạn thấy không, mình đang lay cái chân ở dưới đấy. Nó là lung này, nó đã đứt tụt ra rồi, tụt mất cái chân này ra rồi này. Đó các bạn ạ, nó tụt nhất ra thì dẫn tới nó không bám thì coi như ấn mất tác dụng mà mọi người nhá. Chúng ta sẽ tham khảo qua nó một chút nhá. Đây là con MSU lập trình, MSU chắc chắn có chương trình phần mềm và nó quét màn LCD để hiển thị nhiệt độ các thứ cho chúng ta luôn nhá. Nó có thạch anh dao động, nó điều khiển loa kêu, nó nhận các phím bấm nhé. Thì khi mà chúng ta muốn lấy nước ra thì bắt buộc là chúng ta phải ấn cái nút này trước nha. Ấn cái nút trước thì con MSU nó sáng cái đèn đỏ này là nút gọi là unlock, thì bắt đầu phím này mới có tác dụng. Thì khi ấn cái này này thì nó đưa ra là nó hình như là nó sẽ làm cho con này sẽ nhận lệnh ngược. Cái phím này thì nó sẽ chạy thẳng vào MSU, nhưng riêng cái phím này này thì nó không hề vào MSU đâu, mà cái phím này là nó chạy thẳng xuống để nó đóng một con dơ le phía dưới mọi người nhá. Đóng một con dơ le phía dưới để con dơ le đấy nó sẽ nó cũng không phải là đóng dơ le mà nó mở chan hay là gì đấy thì mình không tí nữa để dò, để nó dùng chính cái dây ủ để hạ áp cho cái con motor bơm mọi người nhá, motor hút nước ấy, hút nước ra ấy, mọi người ạ. Và khi chúng ta ấn unlock này thì nó mới có tác dụng, bởi vì lúc đấy thì cái dơ le này, hình như dơ le này nó mới đóng hay nó nhả gì đấy. Và đặc biệt là khi đó thì là dây ủ, con chiếc ủ này sẽ được bị khóa, không được mở. Thì bắt đầu là cái phần ủ nó sẽ mất tác dụng, và cái dây ủ đấy nó đang ở chế độ chờ để cho người sử dụng bấm phím này thôi. Người sử dụng bấm phím này mình thấy này, nó đi thẳng hai đường, đi xuống hai chân này để đi sang bên này luôn. Bây giờ xem bên này nhá. Made in Japan nên nó có sự khắc bọt và xịn hẳn nhá. Chúng ta sẽ nhìn là 928W nhá. Bạn nào chuẩn bị muốn hiểu mạch chạy như nào thì tiếp tục theo dõi nhá. Còn bạn nào không muốn hiểu thì thôi đừng xem nhá mọi người nhá. Mình có ngồi, mình có tò mò, mình có vẽ lằng nhằng qua để cho chúng ta hiểu một chút nhá. Qua đây chúng ta sẽ thấy là dòng điện nó sẽ kín mạch. 300V kín mạch của 300V, 220 kín mạch của 220, 5V kín mạch của 5V, 12V kín mạch của 12V thôi, chứ còn nó vẫn trên cùng một đợt dây nhá các bạn nhá. Mình đã có những cái video mình đã chia sẻ cho mọi người như thế rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là trong một cái mạch điện là nhà sản xuất ấy, họ đã tính toán là dòng kín mạch như thế, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải hiểu như thế các bạn nhá.
Thì nhìn này, điện áp vào là 220 nhá. Mình ký là L thấp L cao thì thông thường ấy nó sẽ đi qua một cái cục trì nhiệt thôi. Bên này cũng qua một cái cục trì nhiệt, hai cục trì nhiệt. Ở chế độ bình thường thì nhiệt độ không tăng cao, không có sự cố về quá nhiệt ấy, thì là nó là dây dẫn nhá. Ok. Đi vào đến đây rồi. Thì một cái dây N này này. Nó chạy thẳng đến dây com chung này. Mới gọi là dây com chung đi. Dây này này, thôi không cần xem trên sơ đồ nhá. Trên này nhá, chúng ta xem trên này nhá. Nó đến đây rồi thì trong này, trong cái mâm nhiệt này nó sẽ có, trong cái mâm nhiệt này này là nó có hai dây may so. Một cái dây từ đây đến đây ấy, đó là dây công suất 928W, là công suất lớn. Còn một cái dây từ điểm này đến điểm này là dây ủ. Dây ủ thì nội trở nó cao hơn rất là nhiều nhá. Và dây ủ là ở chế độ chờ thì giờ là dây ủ, nhưng khi mà chúng ta bấm lấy nước ra ấy, thì cái dây ủ đấy nó là chức năng hạ điện trở công suất, hạ cho ra 12V cho motor nhá. Thì mọi người nhìn trên mạch thì mình đang vẽ đây. Com chung này nhá. 928W này là dây công suất lớn này và dây ủ đây các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhìn cái trong cái vòng đỏ này này, là chúng ta tưởng tượng là đi xuống cái mạch này nhá. Xuống cái mạch này bao gồm gồm những cái dây này. Dây trắng là dây AC vào nhá. Một dây AC vào, dây L cao vào. Các bạn ạ. Dây đỏ bé này chính là dây AC của L thấp xuống để lui cho phải một phần nguồn cấp trước nhá. Tiếp tục này, dây trắng nhỏ này này chính là đi ra dây ủ nhá. Trong mạch đi ra dây ủ. Đó. Rồi cái dây vàng to này thì là ra công suất lớn. Mình đang vẽ như thế nhá. Thì nó có thêm cái dây nữa là cảm biến nhiệt nhá. Rồi dây đỏ đen đây này là chính là ra motor 12V nhá, motor bơm nước ấy, mình vẽ đây nhá. Thì cái dây L này nó đã đến đây chờ đây rồi. Thì cái dây L cao này nó đến đây nữa thì là con này sẽ sinh nhiệt nhá. Thì khi nào sinh nhiệt, khi chúng ta ghim điện tất cả mọi thứ bình thường thì MSU đưa lệnh ra đóng dơ le nhá, đóng cái dơ le này này. Đóng cái dơ le này thì dẫn tới là cái dơ le to bự trên mạch này này. Nó sẽ đóng dính vào nhau thì cái dây L cao này nó đi vào dây vàng. Và nó phi thẳng lên đây thì 920W tăng có nước lúc đấy, giả sử lúc đấy mình đang đổ nước vào là 25 độ thì bắt đầu là cái dây này sẽ sinh nhiệt và nó tăng lên là 25, 26, 27 rồi bao giờ nó lên đến 90, 98 độ thì con cảm biến nhiệt nó nhận diện được. Nó nhận diện được là sủi rồi đấy. Nhả dơ le đi thì ông MSU này này. Ông bảo là ông nhận được cảm biến nhiệt đưa về, ông bảo thôi nhả dơ le ra và bắt đầu dây ủ đưa vào hoạt động nhá. Thì bắt đầu cái ủ này được cấp điện, cái này thì ngắt, không được cấp điện nữa mọi người nhá. Còn chúng ta ấn remote, chúng ta ấn linh tinh thì được cấp nhá mọi người nhá. Thì tiếp theo cái dây ủ nó hoạt động như nào? Cái dây ủ thì chúng ta sẽ thấy đây là một con check nhá. Con này thì có mã là BCR2PM, chắc là 2A600V gì đấy, con check này này. Nhá. Thì con check mình có vẽ đây. Chân T1, chân T2 đây. Nhìn trên trực diện nó thì nó sẽ như thế này này. Nó sẽ có cái tròn tròn đây thì đó, thì đây là T1, T2 và G nhá. Nó vẽ trực diện nó nhìn nó như thế. Thì khi mà nó có là kích thì cái kích ở đây nó lấy chính là tải của nó, chính là dòng kích của nó chính là kín của 5V nhá. Mình đính chính là kín của nguồn 5V. Các bạn ạ. Nguồn 5V thì lấy từ cái nguồn 12V nhá. Và nguồn 12V thì lấy từ cái nguồn 300V. Đó. Còn cái nguồn 300V ấy thì lấy từ cái nguồn AC220 nhá. Tí nữa mình sẽ phân tích từng đường cho chúng ta hiểu. Video này sẽ dài đấy, để cho mọi người hiểu về cái bản chất thiết kế của anh Tiger này cũng như một số những cái bình thủy khác, để chúng ta sẽ hiểu là trên cái dây ACL này nó tồn tại quá nhiều thứ nhá. Nó tồn tại quá nhiều thứ như mình bảo rồi ấy, là 300 nó là dương của, nó là một dây AC vào, nó là dương của 300V, nó là dương của 12V và nó là dương của 5V. Đó, nhiều ghê lắm các bạn ạ. Thì bắt đầu nhá, khi dây ủ được cấp điện là khi chiếc này được kích, nó sẽ thông hai chiều T1 T2 nhá. Thì cái dây AC này này nó sẽ đi như này. Nhưng dây L cao là nửa chu kỳ, ở dây L cao là dương thì nó mới được coi dây ủ, còn đâu nếu mà nó là nửa chu trên là dương thì kịch không làm gì được các bạn nhá. Bởi vì chúng ta sẽ nhìn này, nó sẽ đi như này, nó đi qua thông hai chiều thật đấy, nhưng nó bị ngăn bởi con diode này D109 nhá. Mình có vẽ ở đây này,
D109 nhá. Mình có vẽ ở trên này thôi, mình không chỉ nữa. Nó trên cái con diode này mình đã tụ diode gì thì mình đã ghi cho mọi người rồi nhá. Đi qua D109 đấy thì mới bắt vào đây và đi theo cái đường này để về đây. Giả sử đây mà là dương, nửa chu kỳ đây là dương thì cũng đi được như này, đi được như này, nhưng mà anh diode này anh đích cho sang đâu nên không để về được đây được. Do đó mà dây ủ chỉ hoạt động một lửa bán kỳ thôi nhá. Ok, đã có ủ. Thì bây giờ đấy là cái tải của 220 là bao gồm có là cái 920W của dây công suất lớn và dây ủ mình vừa đã nói. Thì cái tải của 220 nó chính là ra là tạo ra nguồn 300V cho phần nguồn cấp trước nữa mọi người ạ. 300V nọc trên con tụ to này, 450V 10mm này, C102 nhá mọi người ạ. Thì để tạo ra nguồn 300V trên này thì nó sẽ tạo như thế này. Nó cũng lấy cái xung dương ở đây nhá. Lạp từ dương sang âm này. Sau đó đi qua con D102 nhá. D102 nó ở đâu ấy nhỉ? Đây D102 đây. Đây dò cho trên mạch cho mọi người nhìn nhá. Cái chân này này chính là cái dây trắng đấy nhá, cái dây trắng vào đấy nhá. Đi qua tụ từ dương tụ sang âm tụ này, đi qua cái dây gì này và đi qua con diode đấy. Đó, đi qua cái dây gì. Đấy, một cái cổ chỉ bé đây để bị nhiễm sét thì ZNR nó chập, nó sẽ lổ đấy. Nó đến đây, nó đến cái dây đỏ mà mình vừa nói cho mọi người rồi. Cái dây đỏ bé thì nó đi lên dây AC còn lại nha. Mình vẽ không sai đâu. Nó cái mạch này chẳng qua là mình cứ nhìn mình vẽ này nó hơi lằng nhằng một chút thôi. Nhưng cái vấn đề lằng nhằng chúng ta phải hiểu từng mạch điện chạy các bạn ạ. Thì đó, xung dương đây này. Nạp trên con tụ này chính đi qua diode này để về dây AC còn lại. Thì nửa chu kỳ trên nó là dương ấy thì con diode này ngăn thì không làm ăn gì được nữa nhá mọi người nhá. Như vậy nó lấy rất nhiều xung dương trên cái này. Thì như vậy là chỉ cần chỉnh lưu nửa chu kỳ thôi ta sẽ thu được là 300V trên này với dương 300V nằm trên dây ACL cao. Còn âm thì nó nằm ở đây nhá, âm riêng. Và đặc biệt ấy là cái tải của cái 300V này là nó phải đi từ dương 300V về âm 300V nhá, thì nó đi như nào? Đây nó đi như này này. Mình phân tích cho mọi người qua về cái mạch nguồn nó chạy con MIP 290 nha. MIP 290 nó hơi ngược đời một chút. Nó mạch nguồn hạ trực tiếp. Nó sẽ hạ là cái nguồn 300V từ trên con tụ C102 này này ra một cái nguồn là 12V nằm trên con tụ C105 này, là con tụ bên trong này nhá. Ở đây có một con tụ nữa là nó song song với motor để lọc nguồn cho motor nha. Thì nó hạ kiểu gì? Đây, bắt đầu mình phân tích cho mọi người nó hạ nhá. Mình đang nói cho mọi người 300V, bởi vì đang cắm 220, giả sử chúng ta điện áp vào chúng ta chỉ có 180V thôi ấy, thì nó vẫn thì năng lượng đấy không phải là 300V mà nó chỉ là khoảng 260, 270 thôi, thì nó vẫn FB ra được 12V ok nhá. Nó là mạch nguồn xung hạ áp trực tiếp giải rộng. Chúng ta cắm 110 thì nó vẫn ra được 12V đấy nhá mọi người nhá. À, tức là năng lượng DC 300V chỉ còn 140V ấy, nó vẫn ra được 12V đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ hiểu nôm na nó là mạch nguồn thông qua có PC để FB vào chân 4 này. Thì bắt đầu nhá, là dương 300V sẽ phải về âm tụ. Chúng ta sẽ hiểu là kín tải của 300V nó như vậy. Còn nó vừa nãy kín tải của AC thì mình vừa phân tích rồi nhá. Kín tải của 2 dây AC thì nó có 3 cái. Một cái là ủ, một cái của 920W, 928W và một cái nữa là của 300V tạo ra 300V cho nguồn cấp trước đấy nhá. Thì nguồn dương 300V này sẽ đi qua tụ này, đi từ đây sang đây, thì từ đây sang đây thì đó chính là tải của 12V. Thì chúng ta sẽ nhìn này, đó mình sẽ đi ra nhá, đi mình đang vẽ đại khái là tải 12V này đi về âm của nó đó. Tóm lại tải của cái 12V là chính là đi từ dương của tụ về âm của 12V, âm của tụ nhá, là tải trên cái này này. Thì cái tải của cái 12V nó là những cái gì? Nó là cuộn hút của hai con dơ le này nha. Cuộn hút của hai con dơ này này. Và nó là mạch để tạo ra cái nguồn 5V. Đây này, điện trở này, điện trở này. DZ 5V 6 này, chan to thuận này nhá. Tóm lại là từ 12V này nó vẫn tập trung là cái dương 5V nằm trên này này. Để nó tạo ra một cái GD đấy khác thông qua cái cụm ba linh kiện này này, nó kiểu như con 7905 ấy. Thì đấy, tải 12V nó là ba thứ đấy nhá mọi người nhá. Thì nó tóm lại là 300V nó sẽ đi qua tải của 12V về đây đây. Đó, trên con tụ này này, được lọc trên con tụ này này nhá. Sẽ đi theo qua con L này,
Đi từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ hiểu là phía trên đang là dòng chảy, từ trên xuống dưới thì là trên là dương, dưới là âm nhá. Thì cái dòng chảy này nó sẽ là sinh ra một cái từ trường trên lõi Fréchet của cái biến lại của cái quận L này nhá. Nhưng mà kệ nó đi, nó cứ đi đó, nó vào chân D của nó phép công suất, sau đó là nó đi từ D đi sang S, thì mình chả biết chân S là chân nào, nhưng mình thấy chân 2, 3, 8, 7 dính hết vào nhau thì nó là chân thoát mát cho bộ tạo dao động này, rồi chân chân S của con móc phép công suất thì nó sẽ đi từ 5 này đi xem sang 7, 8 chẳng hạn, rồi nó đi qua con điện trở đây đấy, cho mọi người xem mạch luôn 300V này nhá, đi qua tải của 12V này là tụ này, từ đây sang đây này dương 12V, âm 12V này, đi qua quận L này đấy, đi qua quận L, đi qua quận L tới chân 5 này đấy, 5 sau đó đổ sang 7 8 này, 1 2 này, à, 2 3 này, sau đó đi qua con 56 ohm 560 này đó, để về dây âm về đây thì tức là đi qua cái dây di này thì về âm của tụ rồi, ok nhá, đúng chưa, không sai nhá. Đấy, vừa vừa tả đấy, đi từ dương đi từ đây đi sang đây đi qua đây để đi về đấy, người ta đến mình biết là mình nhận cái vàng tuần này rồi chưa sửa cho người ta. Thế như vậy chúng ta sẽ thấy là cái tải của 300V là đi như thế nhá, và cái dòng chảy như thế, và khi mà con đi cái dòng chảy như thế mà trên này đạt đến khoảng 12V thì nó sẽ có một cái dòng FB này này, từ dương 12V này, này. À đấy, tải của 12V cũng là dòng chảy 12 FB nữa các bạn ạ. Nó sẽ đi từ đây, nó sẽ đi qua chân 1 2 tràn qua con DZ 11V nhá, mình đính chính con này khẳng định là 11V nhá. Để đi về âm này. Đó. Thì như vậy nó sẽ tạo dòng chảy 43 và nó thay đổi cái điện áp tại chân 4 để con MIP 290 biết được ấy. À, cái dòng chảy vừa nãy đạt 12V rồi, phải khoáng 57 lại ngay, không thì nó lỗ nha, nó lỗ nhiều thứ. Đấy nhá. Thì khi đó thì con IC sẽ khóa từ không thông nữa, thì là tương đương với cái dòng chảy của 300V mình vừa phân tích, nó ngưng lại, nó không chảy nữa. Thì đồng thời cái dòng chảy đấy ngưng lại thì có cận L này nó sẽ sinh ra một cái điện áp ngược chống lại cái dòng chảy vừa nãy, thì tức là nó sẽ sinh ra với điện áp là dương ở dưới và âm sẽ là ở trên, thì cái dòng này bắt đầu nó sẽ phóng ra tiếp tục nuôi 12V tiếp nhá mọi người nhá. Chúng ta ra đây con diode to bự này, thì dương đây này nó sẽ tại chân số 5 đấy, nó sẽ phóng qua con diode to bự mình vừa chỉ ấy. Đấy, để đi lên trên tụ, chân tụ và đi qua tải 12V nhá, đi qua tải này để đi về âm của nó, chứ là được lạp trong tụ này. Thế đây nhá, mình chạy cho mọi người kê dòng đấy nhá. Khi con tụ khi con quận L, cái dòng chảy từ dương sang âm của quận L bị ngưng lại thì quận L sẽ sinh ra điện áp với dương bên này và âm bên này, thì dương này tại chân 5 đấy nhá. Đẩy qua con diode này, chúng ta đã thấy tới dương của con tụ 470 mi chưa? Đó, tới dương nó này. Rồi đi qua tải, đi về âm. Đi qua tải thì để đi về âm của nó. Đi qua tải đi âm, âm của nó tức là âm con tụ rồi. Tức là đầu trên của con L rồi. Ok chưa nhá. Và đặc biệt đấy là với cái kiểu nó thiết kế như này ấy, thì cái dòng kích của chi ắc này này nó là cắt chăn thuận hết nhá. Chăn thuận hết mọi người ạ. Bởi vì dương 5V nằm trên dây AC này nó sẽ đi từ T1 sang G và dập về âm nhá mọi người nhá. Các bạn ạ. Kể cả con hút của dơ le đấy, con hút của dơ le là nó cũng đẩy ra theo cái kiểu ấy, là nguồn dương nó đẩy đẩy ra một chân, còn chân còn lại sẽ được dập mát. Thì đây chúng ta sẽ nhìn này, đây là cái quận hút của cái con dơ le to bự này, chúng ta thấy có một chân này đi qua dây gì này, đó nó về âm của tụ nhá, nó về âm của tụ này, nó về âm của tụ, cái tụ chỗ này nha mọi người nhá, thì nó sẽ đẩy được cái nguồn dương đây đi tới chân của nó. Đây mình phân tích cho mọi người, tới cái chân đây là âm rồi, thì nó sẽ đẩy cái nguồn dương 12V, tức là đẩy cái nguồn trên cái cực dương tụ này này sẽ đến cái dây chân này. Đây mình phải dò cho mọi người luôn nhá, mình chưa dò nên mình nhìn nó là con này nhá. Chúng ta sẽ nhìn đây, đây là dương 12V này nhá, dương 12 đi qua cái dây di này, nó vòng vòng tới đây, nó tới chân E này, B, C, E, nó đổ từ E đi sang C này nha. Nó đổ từ E sang C này và nó vòng vòng như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy nó là cái dây thứ hai nhá. Thì đây là dây 1 rồi, thì là cái dây thứ hai đây này. Đó, nó đã đến đây rồi. Nha. Kiểu gì nó có diode dập xung ngược đấy, nó nằm ở đâu đây mình cũng chả quan tâm nữa, nó đẩy ra như thế nhá. Mọi người nhá, chuẩn 100% luôn nhá, không sai đâu nhá.
Đấy, như vậy là chúng ta đã biết được là năng lượng 300V đã tạo ra thành nguồn 12 trên này rồi và tải nó như thế nhé. Còn bây giờ bắt đầu mình sẽ FB mình cũng đã là nói cho mọi người rồi nhé. Có điện trở này ví dụ như MOSFET IC và chập ở đấy mọi người không nhìn được kia này. Mình lại chỉnh lại nhé, chờ mình một chút. Khi con IC mình bị chập này thì con điện trở cầu chì này sẽ cháy để ngăn nhá mọi người nhá. Ok nhá. Mình ở đây mình không vẽ cho mọi người ra cái nguồn 5V thôi, nhưng mình hiểu bản chất trong nồi cơm nội địa thứ nó cũng thế. Bây giờ thì bắt đầu sẽ nói đến cái vấn đề là lấy cái nguồn ra cho quạ cho bơm nước chạy như nào nhá. Đây bơm nước bắt đầu chạy như này này. Khi mà chúng ta ấn cái nút ở trên cái đèn đỏ trên cái nút này này. Ấn cái nút này này thì là con chiếc phải khóa ngay lập tức, con chiếc phải khóa ngay lập tức. Cái đèn đỏ lên này phải khóa ngay thì nó mới bơm được nước nhá. Thì đây là chúng ta sẽ nhìn này. Dòng kích chiếc đây nhá, lại dò cho mọi người dòng kích chiếc này. Dòng kích chiếc ấy thì chúng ta sẽ hiểu cái dương 5V hay dương 12V vẫn nằm dây dây AC này nhá. Nằm trên dây AC chính là cái dây L này. Các bạn ạ, à, đây chúng ta sẽ nhìn này. Vào chân T1 đi sang chân G hạn qua điện trở nha. Tới chân E này. Và khi cực B được kích điện này, được kích ấy, được dập ấy thì nó sẽ mở từ E này. Đây cho gần đi cho mọi người nhìn để cho mọi người còn biết cái kích chân này nữa. Nó sẽ đổ từ đấy, quan trọng là dòng chảy đấy các bạn ạ, à, mình chia sẻ cho mọi người nó là như vậy đấy. B, C nhá, chảy từ E này sang C này nhá. Nó sẽ đi theo cái đường này. Chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là con dơ le tí nữa nói, thôi kệ nó. 1, 2, 3, cái thứ 3 nhá. Chân thứ 3 nhá. Mọi người nhá. 1, 2, đây cái thứ 3 đây nhá. Tức là mình đếm cái gì? Nó đổ từ E sang C này, rồi đi theo cái đường này và cái đường mạch in số 3 ấy, thì nó đến cái chỗ to này. Và nó đi qua cái dây G này, nó về âm của 12V rồi nhá. Âm 12V rồi. Như vậy là lệnh kích của con chiếc ấy là nó lấy tải của 12V đi nhá, cứ giả là thế. Tiếp theo là bây giờ là muốn lấy nước thì con chiếc phải không được kích, tức là cái cực B của con này này không được dập để tạo IB nữa, để con này khóa lại nhá, để con chiếc này nó khóa lại, không có dòng kích mở thế như này. Không có dòng kích G T1G nữa thì con này sẽ khóa lại, thì coi như là GAC này không được thông sang đây nữa nhá. GAC không được thông sang đây mà cắt luôn nhá. Thì bây giờ này bắt đầu chúng ta sẽ xem dòng để lấy ra nguồn 12V, lợi dụng dây ủ lấy ra nguồn 12V cho motor nó sẽ như này nhá. Mình vừa dò trên cái dây này này nhá, khi chúng ta ấn cái nút này. Ấn cái nút này này. Thì nó chúng là cái chân số 3 này dập sang chân số 1 này nhá. Tóm lại là chân số 3 là chính là một dây AC này. Chờ đấy. Và khi mình ấn nút thì cái chân số 3 này được dập sang cái chân số này. Cái chân số 1 này thì chúng ta sẽ hiểu nhá. Chúng ta sẽ nhìn nhá. Mình sẽ dò cho mọi người là quận hút của con dơ le này được cấp điện thông qua nút ấn đấy nha. Thì cái chân số 3 nó đi vòng 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 vòng, nó đi tới đây. Đây đây các bạn này. Dương nó tải của 12V nhá, trên con tụ này nó sẽ đi từ dương tụ này về âm tụ nhá. Dương 12V này. Không nói về AC, không nói 300V nữa, bây giờ chúng ta sẽ cấp dương 12V trên hai chân con tụ này sẽ được cấp tới hai chân con dơ le này, nó sẽ đóng nhá. Dương 12V tại đây này, đi qua dây gì này, vòng vòng đến đây này. Tới cái này này, đi lên qua cáp, đi lên trên này. Tới cái chân này của cái phím này, và khi chúng ta bấm ấy, thì nó sẽ đưa theo đường đấy và nó sẽ chập sang chân này. Tóm lại là 12V đã đi đến cái chân này rồi, khi chúng ta ấn nhá. Nó sẽ đi tiếp. Nó đến đây nhá.
Nó tới đây này. Diode giờ xung ngược cho nó này nhá. Nó tới đây này. Đúng luôn. Nó tới đây là dương 12V rồi nhá. Thì cái chân này mình vừa mới dò cho mọi người rồi, nó đến đây và nó đi về âm của tụ rồi. Thế khi chúng ta bấm ấy, thì bắt đầu là có 12V nằm trên dương của con tụ, đã tới dương này. Âm thì đã đang chập sẵn rồi nhá. Thì làm cho cuộn hút này hút và cái công tắc này sẽ đóng lại. Tiếp điểm này sẽ đóng lại thì chúng ta sẽ nhìn này, này bắt đầu là dòng chảy của cấp cho motor bơm nhá. Motor bơm chính là đỏ và đen này này, à đỏ và trắng này này. Xuất phát xung dương từ cái dây AC, từ dây L này nhá. Nó tới dương này, nó tới dương này. Đấy, nói chung là thấy nó thấy cái màu đỏ không? Đi qua màu đỏ, đi sang cái dây gì đi sang bên này. Nhá. Mọi người nhá. Song song từ đây sang đây nó có dập xung ngược, diode dập xung ngược nhá. Tóm lại nó sẽ chảy từ đây sang đây, đi qua dây gì tới đây. Dơ le đã được đóng nên sang đây được rồi. Đi qua diode. Tiếp đi hai đi ba. À không, đây là đi qua dây gì. Sau đó mới đi qua cái diode này. Sau đó đi qua diode này để ra cái dây màu đỏ nhá. Dây đỏ bé thì đây này, dò trên mạch cho mọi người nhìn này. Lằng nhằng lắm mọi người ạ. Nên đôi khi mà chúng ta không hiểu được kín dòng chảy kín mạch ấy, thì chúng ta không hiểu được mạch chảy đâu. Các bạn ạ, chúng ta sẽ phải tư duy chúng ta phân tích ra à dòng kín mạch của từng đường một. Và bây giờ mình đang dò cho mọi người kín mạch của tạo ra 12V cho trên motor nhá. Thì đây này, chúng ta sẽ nhìn này. Cái dây L này nhá. Nó chính là dương 12V này đó. Mình đang vẽ cố tình, đây là cái công tắc mình ấn đấy. Mình đang giả lập vị trí đấy là cái công tắc này này nhá. Khi mình ấn ấy thì cái dương 12V nó nằm trên dây L này nhá. Nó được chập sang đây này, đó, nó sẽ được cấp vào cái cuộn đầu cuộn hút này này. Thì sang đầu cuộn hút này thì cái đầu cuộn này thì đã được về âm 12V rồi nhá. Thì do đó mà dương này sẽ con này sẽ đóng lại thì bắt đầu dòng để motor chạy này. Thì vẫn cái xung dương tại chân là dây L này nhá. Đi từ đỏ sang trắng có tụ dập xung à có diode dập xung ngược đấy nhá. Và song song với bởi vì nó sẽ là sóng nó sẽ vòng như này mà. Nhưng nó phải có tụ lọc để nó san phẳng luôn nhá mọi người nhá, nó sẽ san phẳng. Thì nó con tụ này nó sẽ làm dương của tụ là dây đỏ. Âm của tụ là dây trắng, song song với con này để mình sẽ dò cho mọi người là nó đúng như thế nhá. Dương dây đỏ đây nhá. Và dây trắng đây nhá. Nó đi qua cái dây gì này thì chúng ta sẽ hiểu rằng là vị trí này và vị trí này là một nhá. Mọi người nhá, cái dây gì bên trong bé bé này này. Thì đấy, đây chính là con diode dập xung nhá. Và tiếp theo là dây dương này, dương đây nhá, dây đỏ đây nhá. Chúng ta sẽ thấy nó đến dương của tụ rồi nhá. Tụ 16V 1000mA này này. Dây đỏ của motor đã đến dương của tụ, âm tụ đây này. Đó, đã đến dây trắng luôn nhá, không sai chút nào đâu nhá. Tiếp tục nhá. Nó sẽ đi như thế và nó đi dơ le đóng rồi, nó sẽ đi qua diode này và đồng thời nó lại phải đi qua một con diode nữa. Na, có hai con diode như mình nói rồi, đây này con diode này và con diode này này nhá. Hai con diode chứ không phải một con đâu. Chắc nó chết thì thay 4007 cũng được các bạn ạ. Đó, và do ông chiếc này ông đang khóa thì mới đi được dòng chảy đấy. Nếu mà ông chiếc này mở ấy, thì là từ cái chỗ này đến cái chỗ này đang chập vào nhau rồi thì là con motor cái bộ này đang chập hết chả tác dụng gì nha. Nên do đó con này phải khóa. Nên do đó mà khi mà đang ủ nha, khi mà nó đang ở chế độ ủ, chúng ta ấn cái nút này cũng chả bao giờ bơm nước, chả bao giờ nó chạy các bạn ạ. Nên chúng ta phải ấn cái nút này để cho cái đèn này nó sáng, để nó biết rằng là à MSU đã đưa ra là khóa con này lại rồi các bạn nhá. Và chúng ta lấy nước, chúng ta mới lấy nước được ok. Và để một thời gian xong ấy thì bắt đầu là cái đèn này nó lại ngắt đi thì lại có ủ đấy. Nó là cái nút an toàn nữa mọi người nhá. Nó sẽ chảy như này và được hạn qua dây ủ để đi về dây AC còn lại nhá mọi người nhá. Và nhà sản xuất họ tính toán cái lội trở của dây ủ này này và tất cả mọi thứ ấy, và con tụ này này và tải của cái motor bơm này này, và khi bơm chạy đấy thì nó rơi trên này, rơi vào tầm khoảng sấp xỉ khoảng 12V DC nhá các bạn ạ. Nếu mà điện áp 230 thì có khả năng nó sẽ cao hơn, còn nếu mà điện áp 180 thì nó chỉ thấp hơn nó còn 10V thôi chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu như thế nhá.
Đó, mạch kín để đóng được con motor bơm nó là như thế nhá mọi người nhá. Đây là những cái kiến thức mình trải nghiệm thực tế trên bo mạch, và mình muốn làm những cái video này để chia sẻ cho ai đó muốn học hỏi, muốn biết, muốn hiểu. Và mình biết ý, là có một số bạn thì mình nói một thì các bạn có thể hiểu được một điểm một rưỡi, mình nói hai các bạn hiểu được ba, nhưng có một số bạn này thì mình nói 10 các bạn mới hiểu được một thôi chẳng hạn. Thì cái đó là do nhận thức của mỗi người. Mình cố gắng muốn truyền đạt cho mọi người nhiều thứ lắm, do cái đầu óc của mình muốn hiểu cái gì thì mình muốn truyền đạt như thế. Và mình cũng đính chính là đôi khi mình cũng hiểu nhầm, hiểu sai thì mình cũng bị truyền đạt bị sai nhá. Nên rất muốn là bạn nào tìm được cái điểm sai là các bạn hãy bình luận để chúng ta sẽ đưa ra được cái nhìn nó chuẩn xác hơn các bạn ạ. Như ngày xưa đây mình vẽ chiết toàn vẽ sai trên G, T1 T2 trên G nó luôn nằm ở trên này, chứ mình lại vẽ ở dưới các bạn ạ. Đây sai đấy, có bạn nhắc thì mình đã phải thay đổi lại ngay để cho nó chuẩn về cái kiến thức hơn mọi người nhá. Thôi như vậy là đã hiểu biết khá là nhiều rồi. Và như cái mạch này mà dây ủ mà đứt cũng gặp giờ gặp nhá các bạn nhá. Dây ủ mà đứt ấy thì là chúng ta sẽ không lấy được bơm nước ra. Thì có một cái võ ấy là lấy cái dây ủ của lồi cơm thay vào thì cũng được, nhưng đôi khi cái lội trở của nó không chuẩn, dẫn tới là cái điện áp sụt nó không đủ motor chạy, thì chúng ta phải là tính toán cái dây ủ, cái lội trở của dây ủ làm sao cho nó hợp khi chúng ta bấm chạy, mà trên cái này nó xấp xỉ khoảng 12V DC thì đã ngon nhá. Chứ nếu mà dây ủ mà lội trở nó nhỏ ấy, công suất nó lớn, lội trở nó nhỏ ấy, mà nó lại cấp tận 16 17V quá thì motor chạy nhanh thì nguy hiểm các bạn nhé. Còn nếu mà nó lại lội trở nó lớn quá ấy, thì nó lại chỉ được có 6V hoặc 7V thôi, này chạy yếu hoặc không ra nước được nhá. Đây cái đó thì cái chỉ số thì mình không bao giờ mình biết được chuẩn như nào. Chúng ta phải làm thực tế và chúng ta phải trải nghiệm thì chúng ta mới ra được chuẩn nhá. Rất nhiều người trên cái kênh này là cứ nghĩ là mình là thiên tài. Đây cho mọi người xem luôn cái bình luận này. Cái bình luận này là sáng nay mình mới đọc được này, nhưng mình chả biết trả lời như nào luôn luôn. Bạn là cái anh này, anh có xem cái video mình sửa bếp từ ăn dòng yếu, anh có bình luận này: em ơi cho hỏi con chở dán R6 trên bo nguồn quạt hơi nước, mình dịch được ra thế nhưng hơi lức nhưng chắc là hơi nước, DK800 nhé, anh không biết chỉ số. Thế đến mình thiên tài đâu mà mình có thể nhớ được con R6 nó là con nó như nào. Đấy rất đây chỉ là một thôi. Quá nhiều bạn xem một ngày cái kênh của mình chắc phải đến hàng vài trăm bình luận, có khi cũng đến hàng mình không đếm, nhưng mà quá nhiều. Các bạn ạ, mình không có khả năng mình trả lời hết tất cả mọi người được. Và những cái bình luận kiểu như này thì mình cũng phải là nhức lão là mình không thể trả lời được. Ơi, người ta cứ nghĩ là mình là thiên tài, mình có thể biết được con R6 của anh ấy là như nào để trả lời cho anh ấy. Thì để mà biết được ấy, phải có cái quạt đấy, có cái bo đấy để đọc cho anh đấy. Hoặc là cách đây một hoặc hai hôm trước mình có sửa nó và mình có đọc được nó là chỉ số. Còn đến bây giờ thì làm sao mình nhớ được các bạn. Khổ lắm các bạn ạ. Đôi khi chia sẻ nhưng mà nhiều bác thì cứ thấy mình sửa được thế này thế kia là cứ hỏi thôi, hỏi nhiều lắm mọi người nhá. Nên bác phải thông cảm, mình không phải là mình không muốn trả lời anh này, thông cảm, không phải là mình không muốn trả lời mà mình không có khả năng, bất lực. Và thôi video kết thúc luôn, mình sẽ lắp hoàn thiện và chúng ta đã xem được cái đoạn đầu nhá. Chào tất cả các bạn. Đang ngồi lắp lại là muốn nói thêm cái điều này nữa này. Chúng ta thấy đấy, mình vừa phân tích cho mọi người vừa rồi ấy, là cái cuộn hút này nó hoạt động ở 12V, do đó cái nút này nó ấn ấy, thì là nó sẽ lấy từ dương của tụ về âm của tụ dòng chảy như thế. Giả sử như là nó mà lại lấy từ dương cũng là dương của 300V đấy nha, dương của 12V, dương 300V, mà giả sử nó ấn vào cái chân này nó lại về âm của 300V thì lổ đồ chết toi nha mọi người nhá. Nên mình nói rồi ấy, là cái nào nó kín dòng cái đấy, 300V tải của cái năng lượng 300V này chỉ kín dòng đi qua cái cụm mạch nguồn MIP 290 này thôi. Còn đâu cái tải 12V này thì là kín dòng như thế. Và kể cả vẽ nhiều hơn thì cái tải 5V thì nó là những con led hiển thị này, rồi của MSU này, rồi vân vân này các bạn nhá, chứ không phải là tải của con MSU nó là 12V là chết oi ngay các bạn nhá. Nên kín mạch đường nào là kín đường đấy thôi, nó trung đụng thì kệ xử nó. Và những cái dòng chảy như này thì thực tế là ngày xưa mình học không bao giờ được thầy nào dạy, thời đấy thì chắc chả ai dạy cái dòng kín mạch đâu. Trong quá trình mình làm này, mình trải nghiệm này và mình chia ra các đường nó đi như thế, và thực tế là nhà sản xuất, người thiết kế họ đã biết thừa cái đấy rồi. Chúng ta
Nhà sản xuất họ biết 1.000, chúng ta chắc chỉ biết được 100 là tốt rồi nhé.